Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Với chiếc xe ngày hôm nay em giới thiệu anh chị các bạn là một chiếc xe hạng sang cực kỳ mới Hiện đang có mặt tại cửa hàng Ngọc Diễn Auto Địa chỉ đơn vị là 116 Lê Văn Đương, Thanh Xuân, Hà Nội. Anh chị các bạn có nhu cầu hãy qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử Với chiếc xe em đang giới thiệu anh chị các bạn đây đó là một chiếc RX300 sản xuất là 2020 Nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản Đăng ký tên công ty có xuất hóa đơn lên tới 1,5 tỷ đồng. Làm anh với quãng đường là 24.000 km. Sơn zin cả xe như mới, nội thất da bò. Có chế độ làm mát ghế và nhớ ghế 3 vị trí. Trang bị mâm hộp kim đa chấu. Với kích thước của chiếc xe là 20 inch. Với những đường LED về hệ thống mâm nốt của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao. Xe sử dụng hệ thống âm thanh vòm. Với 12 loa chất lượng à, cao cấp cùng với màn hình giải trí là 12,3 inch, cửa lóc, cốp điện, đá cốp, cùng với rất nhiều các tính năng công nghệ an toàn được tích hợp ở trên mẫu xe. Các bác có nhu cầu hãy qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử. Đơn vị bán xe ra đều có cam kết cho anh chị và các bạn xe không đâm va, máy móc hộp số còn nguyên bản, hỗ trợ ngân hàng lên tới 70% giá trị xe. Chi tiết cụ thể hãy liên hệ em để có cái giá tốt nhất cũng như là ưu đãi từ cửa hàng. Và sau đây thì em mời anh chị và các bạn cùng thẩm qua về chiếc xe cực kỳ đẹp đang có mặt tại cửa hàng đây. Với những phần hệ thống bóng đèn của chiếc xe được tạo hình với hệ thống bóng đèn led với những chi tiết rất là tỉ mỉ trau chuốt. Với không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó rất là rộng rãi có thể chứa được nhiều đồ. Và xe thì cũng được trang bị hệ thống gập điện hàng ghế thứ hai để giúp gia tăng thể tích khi cần. Với thao tác rất là nhẹ nhàng chỉ một nút bấm xe có trang bị cả vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý có những cái phần keo chỉ này đinh tán này các bác có thể quan sát và đánh giá cùng em chất lượng của nó luôn được giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao do chủ xe đi rất là giữ gìn cẩn thận cam kết đầy đủ các hạng mục cho anh chị và các bạn trên văn bản nên anh chị bạn có thể yên tâm và chọn được xe tại cửa hàng với phần đốc sơ cua của chiếc xe đấy anh chị có thể tham quan qua còn rất mới đầy đủ những tiện nghi tính năng option và cái tầm giá tiền của chiếc xe này bây giờ thì nó cũng rất hợp lý thôi chỉ hơn 2 tỷ đồng là anh chị bạn có thể sở hữu rồi. Xe hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Để rõ được cái thời gian vay cũng như lãi suất thì anh chị các bạn hãy liên hệ em. Em sẽ gửi thông tin cụ thể cho các bác có thể tham khảo. Đây là những cái chi tiết về không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai. Ở phần cánh cửa thì cho ta thấy được những chi tiết hiện như là đánh giá về chất lượng của chiếc xe như hệ thống keo chỉ này, đinh tán rồi những phần ốc bản lề phần tab ly cánh cửa tiện nghi thì nó có trang bị vách à, cái rèm che nắng này rồi là những hệ thống giải trí loa mọi chi tiết được giữ được độ đẹp cao nhất đơn vị sẽ đảm bảo đầy đủ những cái thông tin cho anh chị và các bạn các hạng mục trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên các bác có thể chọn lựa xe tại cửa hàng hệ thống ghế ngồi trang bị ghế đục lỗ thông hơi tạo sự thoải mái cho người ngồi và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về không gian khoang lái của chiếc xe để đánh giá kỹ hơn những cái tính năng option của chiếc xe nó được trang bị thêm. Ở bản này thì nó sẽ cũng vẫn trang bị cho anh chị và các bạn đầy đủ như là 10 túi khí cũng như là hệ thống cảm biến trước sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống chân trượt, cân bằng điện tử, rồi là phanh điện tử cao cấp thế hệ mới. Với hệ thống nhờ ghế là 3 vị trí, những chi tiết rất là đẹp và hoàn hảo anh chị ạ và đây là những cái chi tiết đường led để anh chị có thể đánh giá được về chất lượng của chiếc xe nó còn hoàn hảo hay không từ những phần ốc bản lề này bật lên xuống hệ thống ghế ngồi vi năm sản xuất của chiếc xe đây anh chị nhé sản xuất là 2020 nhập nhật bản đường led về hệ thống cột kèo để các bác có thể biết là nó bị uh, có bị đâm vai hay không vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng có lẫy chuyển số thể thao Phía sau là cụm đồng hồ hiển thị thông tin sắc led với các thông tin rõ ràng đảm bảo cho anh chị các bạn di chuyển trên đường an toàn. Xe thì được bác chủ cũng nâng cấp được một bộ cam hành trình rồi. Màn hình 12,3 inch, cái hộp giải trí cũng như là bản đồ dẫn đường. Các chế độ làm mát ghế này, sấy ghế, phanh tay điện tử, auto hold, tút bát rồi là hệ thống các chế độ lái để chị bạn thể trải nghiệm. Với dòng RX 300 này thì nó sử dụng khối động cơ là 2.0 với bản RX350 thì nó sẽ sử dụng khối động cơ là 3.5 Nhưng với khối động cơ 2.0 này sẽ giúp cho anh chị các bạn trải nghiệm trong phố Cũng như đường trường một cách đầy đủ cảm xúc với những cái tính năng tiện ích an toàn Và cảm giác lái rất là tốt Với chiếc Lexus RX350 300 sản xuất là 2020 Hiện đang được đơn vị giao bán cho chị các bạn với mức giá là 2 tỷ 650 triệu còn thương lượng hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ.